Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui khi đầu năm mới gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác, anh chị. Đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh ở phía bên dưới, cũng như là bấm chuông để đón xem những video mới nhất mà ba Minh tổng chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ba Minh tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Được trời Phật thương tình, thần tài ban cho lộc lớn, tiền bạc ào ào chảy vào két, giàu có nhất họ, vạn người ngưỡng mộ. Quý vị thân mến, rất nhiều người, mỗi ngày đều chui đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất quá mức cần thiết, sẽ khiến cho tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc chân chính. Những người như vậy, kỳ thực rất đáng thương. Sau khi đạt được đỉnh cao danh vọng, họ lại cảm thấy rất cô đơn. Con người ta khi sinh ra với hai bàn tay trắng, lúc chết đi cũng không mang theo được gì. Mọi thứ trên đời này đều sinh ra từ đất. Vậy nên, cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, sống vui vẻ và làm nhiều việc thiện. Từ đó mà vận khí cũng tốt, sự nghiệp thuận lợi và đạt được thành công trong cuộc sống. Và đối với tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cũng vậy. Quý vị đã đi qua bao nắng mưa thăng trầm của cuộc sống, để giờ đây quý vị cũng đã chiêm nghiệm được nhiều điều rồi phải không ạ? Và theo luận giải mới đây nhất cho biết, khi bước sang 4 tháng đầu năm 2024, nếu quý vị muốn tránh ra được những vận hạn khó khăn, mong mọi may mắn và thuận lợi sẽ kéo tới, khiến cho vận trình như gấm thêu hoa, không những giàu có sung túc mà gia đình cũng hòa thuận tươi vui, đón nhiều tin mừng, thì phải nắm thật chắc lá số tử vi ngày hôm nay quý vị nhé! Vậy nội dung chi tiết như thế nào? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ở nội dung dưới đây. Thưa quý vị, tuổi Tân Dậu thân mến, trong mắt mọi người, tuổi Tân Dậu như biểu tượng của cán cân công lý, bởi những người này luôn tìm kiếm sự hòa hợp, công bằng, dù trong công việc hay đời sống hàng ngày, Tân Dậu mệnh mộc là những người hòa hợp, thân thiện và có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Họ đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, nhưng lại rất thực tế không quá xa vời, những người này không ưa mạo hiểm, thử thách bản thân. Họ chỉ làm những việc phù hợp vừa sức mình, Tân Dậu tính tình thẳng thắn, bộc trực, họ khó gây được thiện cảm với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết hơn, bạn mới có thể cảm nhận được lòng nhân hậu, tốt bụng và trung thành của những người tuổi Tân Dậu. Tân Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn khéo nói của mình, họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người, nếu có ai ngoan cố phản bác lại ý kiến của tuổi Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi lúc sự cố chấp, bảo thủ của họ khiến cho mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Tân Dậu là những con người có nhiều ước mơ, hoài bão và lòng quyết tâm kiên định. Khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng. Dù có phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Tân Dậu thông minh sắc sảo, nhanh nhẹn hoạt bát, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba hay một nhân viên xuất sắc. Dù ở vị trí nào, vai trò của tuổi Tân Dậu vẫn có thể phát huy tối đa khả năng, tinh thần trách nhiệm cao của mình. Thế nhưng, những ưu điểm của Tân Dậu đáng được khen ngợi hơn cả, họ tự tin với con đường đi của mình. Một khi đã đặt ra mục tiêu, Tân Dậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ban đầu, sự nghiệp của những người này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng sự kiên trì, quyết tâm đã giúp họ vươn tới thành công, chinh phục được ước mơ, hoài bão của mình. Nhờ vào sự tinh tế, khả năng quan sát và phân tích nhạy bén của mình, Tân Dậu luôn có những định hướng chính xác, rõ ràng. Dường như họ luôn là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, vì vậy Tân Dậu được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng và tin tưởng. Theo luận giải thì vận trình tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong năm Giáp Thìn cũng giống như một hành trình leo núi, dốc núi tuy gập ghềnh, nhưng khi chinh phục được đỉnh núi thì có được tầm nhìn xa trông rộng,
hưởng thành quả mỹ mãn. Điều này nhắc nhở bản mệnh luôn phải kiên trì, nỗ lực, không kiêu ngạo khi gặp thuận lợi, không nản chí khi gặp khó khăn, bởi phía trước luôn có những điều mới mẻ đang đón chờ. Xét theo ngũ hành, mệnh mục của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024. Thiên can Tân bì hòa với thiên can Giáp, địa chi Dậu lục hợp với địa chi Thìn, như vậy là rất tốt. Trong năm 2024 này, Tân Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và thử thách hơn so với năm cũ. Nếu vận may tới mà biết nắm bắt thì sẽ chuyển hóa được thành cơ hội, gặt hái được nhiều thành quả. Bản mệnh nên chuẩn bị cẩn thận mọi việc, lúc nào cũng khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để chờ đợi thời cơ. Nếu muốn vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi hơn, ở giai đoạn 4 tháng đầu năm 2024 vô cùng quan trọng, thì quý bản mệnh tuổi Tân Dậu hãy lắng nghe đôi lời nhắc mệnh về giai đoạn này ngay sau đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc. Là người có tầm nhìn chiến lược, thông thái nên Tân Dậu luôn có kế hoạch và chủ động giải quyết tốt các vấn đề, biết cách vận dụng trí tuệ, năng lực chuyên môn, lắng nghe ý kiến của người giỏi thì mọi việc sẽ thành công. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu có nhiều bước tiến triển rõ rệt trong năm này. Một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì sớm để đầu óc được tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt được thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Năm này nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao, thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay, dù là người vừa bước chân vào môi trường, hay người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và giành được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Chính quan soi chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Cát tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá, giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới để phát triển bản thân. Do đó, bản mệnh dù có đang thắng cũng chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Nếu bạn không chú ý cách hành xử, thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, chờ lúc bạn phạm sai sót là tìm cớ để hạ bệ bạn ngay trước khi quyết định bắt tay vào một công việc nào đó. Bạn nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân, không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay, bạn cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Tân Dậu có sự tăng trưởng, càng nỗ lực chăm chỉ làm việc thì mệnh chủ càng nhận về khoản thù lao xứng đáng. Dù công việc kiếm tiền thuận lợi, nhưng Tân Dậu cũng cần hết sức tỉnh táo, không nên tự mãn hay vội vàng đầu tư mạo hiểm. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp, công danh, bạn gặt hái được thành công cao trong công việc nên thường được lãnh đạo đánh giá rất tốt. Nhờ có cục diện nhị hợp và các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng thưởng, tăng lương. Chính quan cho thấy, những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hái được giúp cho tập thể thu về không ít lợi nhuận, bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chính tài phù trợ nên có nhiều mối làm ăn, buôn bán thuận lợi, đã vượt ra ngoài dự tính. Hơn nữa bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi làm ăn giữ chữ tín, nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông, bạn có thể kiếm được một khoản tiền ổn định, mà không cần phải quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ, bản mệnh cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán. Sản xuất trong năm này, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Ở tuổi 44, bản mệnh nên chuẩn bị cho mình một vài quỹ tài chính cá nhân để phòng trừ những lúc cần sử dụng đến khi đạt được thành quả. Cần thận trọng và khiêm tốn, sử dụng đồng tiền tiết kiệm đúng lúc, đúng chỗ. Một người càng sống giản dị, mộc mạc thì càng dễ đạt được thành công vững bền. Thứ ba, về tình cảm, gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024,
gia đạo của tuổi Tân Dậu được hòa hợp, đoàn kết, tràn đầy tình yêu thương, gia đình cũng chính là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho mệnh chủ trong cuộc sống. Vì thế tuổi Tân Dậu hãy yêu thương, trân trọng những người bạn đời của mình nhiều hơn. Trong cuộc sống vợ chồng, cần giữ lòng chung thủy và bao dung cho những khuyết điểm của nhau, đồng hành mỗi lúc khó khăn, chia sẻ công việc nhà để cùng chung tay xây dựng mái ấm hạnh phúc. Trong năm này, người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt. Nếu cảm thấy có thiện cảm với ai, thì bạn nên chủ động trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó, chớ nên ngại ngùng hoặc thờ ơ, kẻo không giữ được mối lương duyên. Người trưởng thành khó tránh khỏi những lúc phải xã giao tiệc tùng, song bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Đừng để đào hoa xấu có cơ hội xuất hiện. Trước khi làm việc gì, bạn cần nghĩ tới người thân, đừng buông thả bản thân kẻo hối cũng không kịp. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2024, về phương diện sức khỏe, rất đáng mừng là đương số duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt khi bước sang năm 2024. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân duy trì lối sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể thêm phần dẻo dai, khỏe mạnh. Với người đang có bệnh trong người, hãy luôn suy nghĩ lạc quan và thực hiện theo đúng lời dặn dò của bác sĩ, bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu được cải thiện. Thậm chí một vài người gặp thầy gặp thuốc còn có thể chấm dứt điểm các căn bệnh đã làm phiền mình suốt bấy lâu nay. Những lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, đừng ngần ngại tâm sự với người đáng tin cậy, bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái nhẹ nhõm hơn nhiều. Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi, bạn phải mở lòng thì người khác mới biết để mà giúp đỡ bạn. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 để bản mệnh đoán định trước vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tân Dậu âm lịch, bản mệnh khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới, dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục. Có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, trưng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Người tuổi Tân Dậu ít có khả năng đạt được những bước tiến vượt bậc trên phương diện sự nghiệp vào đầu năm 2024 này. Có lẽ bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn vào nhiệm vụ, tránh để không khí ăn chơi. Lễ hội gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Nguyệt lệnh mộc dục đem tới ảnh hưởng lớn cho tinh thần của bản mệnh. Thời điểm này bạn thích hưởng thụ, nghỉ ngơi hơn là bắt tay vào công việc. Cho dù mọi người xung quanh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, thì bạn vẫn có vẻ khá nhởn nhơ. Người trẻ tuổi cần nhắc nhở mình kiên trì hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, chớ hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản bỏ dở giữa chừng. Khi đưa ra quyết định bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng các khó khăn và thuận lợi, đừng nông nổi khiến cho bản thân vướng phải rắc rối không đáng có. Nếu cảm thấy băn khoăn, mông lung về con đường tương lai, bạn cũng có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đối phương có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Thiên hình hung tinh còn gây ảnh hưởng xấu đến bản mệnh, nhất là những người quyền cao chức trọng hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác. Bản mệnh vốn là người giỏi giang, bản lĩnh, nhưng lại thường xuyên kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cần, không nghe theo lời góp ý, khuyên nhủ của người khác. Bạn cần nhắc nhở mình cân nhắc kỹ càng hơn khi làm việc, tránh để xảy ra thị phi, rắc rối. Tử vi tháng 1 tuổi Tân Dậu âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của Tân Dậu có dấu hiệu dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian này. Bạn khó đạt được thành công như người khác, một phần cũng bởi tính cách cả thèm chóng chán, không kiên trì khi gặp phải khó khăn thách thức. Nguyệt lệnh mộc dục khiến cho bản mệnh chỉ hăng hái làm việc trong khoảng thời gian sau Tết, khi mới bắt tay vào công việc. Sau đó những việc lặp đi lặp lại khiến cho bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng, hoặc có làm gì thì cũng là một cách đối phó cho xong. Chính vì vậy mà đồng tiền chảy vào túi của bạn khá nhỏ giọt. Những người trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm làm ăn, nên nhân thời điểm này hãy học hỏi thêm những kiến thức cần thiết. Không nên vội vã bắt chước theo người này người khác mà rơi vào cảnh thua lỗ. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để tiếp thu thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời nhờ đối phương định hướng cho mình, bởi nếu không bạn rất dễ lạc mất phương hướng của mình. Lại thêm tác động của tiểu hao hung tinh, đồng tiền chảy vào túi của bạn đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho những chuyện chi tiêu. Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên tiết kiệm hơn, tránh phung phí cho những công việc không thực sự cần thiết. Khi đồng tiền eo hẹp, bạn nên hạn chế ăn chơi, trương diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi ngày Tết. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức thận trọng trong việc mở rộng làm ăn,
tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định. Theo tử vi tháng 1 tuổi Tân Dậu âm lịch, tình hình sức khỏe của Tân Dậu khá tốt trong khoảng thời gian này, với tinh thần vui vẻ, hăng hái. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc hay hoạt động nào, tuy nhiên bạn nên tự nhắc nhở bản thân mình sinh hoạt điều độ, không nên thức khuya quá. Cũng không nên ăn quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ, dù đang là Tết nhất, nhưng nếu không chú ý bạn vẫn rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Trong quá trình tham gia giao thông, bạn cần giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo, đặc biệt không lái xe sau khi uống rượu, để tránh những sự cố đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 2 năm 2024, tuổi Tân Dậu âm lịch, bản mệnh có thể chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Theo tử vi tháng tuổi Tân Dậu âm lịch, chính con giáp này cũng có thể nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang có những bước tiến triển đáng mừng. Nhị hợp mang tới nhiều điều may mắn nếu bản mệnh có thể nhận ra và nắm bắt kịp thời, thì tương lai sẽ được thăng chức tăng lương chẳng còn xa. Khoảng thời gian này bạn dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Chính vì vậy mà bạn rộn thế nào đi nữa, bạn cũng có thể giải quyết được công việc một cách rất tuần tự, không bị lâm vào cảnh bối rối. Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Mọi người xung quanh cũng không ngại giúp bạn một tay để bạn có thể gặt hái được những thành công lớn lao, nhanh chóng hơn nữa. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, một số người trở nên thiếu quyết đoán hoặc hay thay đổi, có thể những khó khăn không lường trước được sẽ khiến cho bạn trở nên do dự. Tuy nhiên, con giáp này cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn, bởi chỉ có cố gắng, bạn mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Vận trình tài lộc của tuổi Tân Dậu có những điểm sáng đáng mừng, nhờ nhị hợp nâng đỡ, túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu, bạn gây dựng được niềm tin cho khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến cho bạn hài lòng và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi, bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi khá rõ ràng, nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch mà đôi bên đã đề ra. Người làm công ăn lương kiếm được một khoản kha khá, xa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo muốn động viên tinh thần làm việc của bạn nên chắc chắn sẽ thưởng cho bạn một khoản tiền xứng đáng. Có điều nguyệt lệnh lâm thai vẫn sẽ mang đến ít nhiều các tác động không mong muốn cho bản mệnh, đặc biệt là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực mới, bạn thường xuyên chần chừ, do dự, dễ tin người nên dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu, bạn cần cẩn trọng hơn trong cách nghĩ và hành động, thường xuyên bổ sung kiến thức và nghe lời định hướng của người đi trước. Sức khỏe của tuổi Tân Dậu được duy trì khá tốt trong suốt tháng 3 âm lịch này, tinh thần lạc quan, tích cực, giúp bạn giảm bớt được những điều lo nghĩ, trăn trở, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe, kể cả là người trẻ tuổi đi nữa, cũng không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và thức khuya, dậy sớm quá nhiều. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 tuổi Tân Dậu âm lịch cho thấy, tuổi Tân Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện, từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong tháng mới, sự hứng khởi của bạn cũng khiến bạn trở nên nổi bật vô cùng. Theo dõi tử vi tháng 3 tuổi Tân Dậu âm lịch, về phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc. Đạt được nhiều thành tựu ở tháng vượng vận khí như thế này, có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hướng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình. Kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí của công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình. Sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Lại thêm tả phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân, con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm.
Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Ở phương diện tài lộc, trong tháng mới sẽ mang đến cho Tân Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà, Tân Dậu có khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề đều rất thực tế và thông suốt, tài vận khá sáng, thêm cả thiên tài báo hiệu. Bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại thì lợi nhuận hứa hẹn sẽ vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi, cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Tử vi tháng 3 âm lịch còn cho thấy, thể trạng của Tân Dậu trong tháng này cũng rất tốt, bản mệnh lâm đất trường sinh sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cầu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ, điềm báo tử vi nhắc nhở Tân Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại nếu gặp miếu, điện chùa, tháp nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 4 tuổi Tân Dậu âm lịch cho thấy, hầu hết các phương diện của tuổi Tân Dậu đều khá suôn sẻ trong tháng có lục hợp che chở. Có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự của cũng có khả năng thành công. Các kế hoạch dự định đều đang tiến hành trôi chảy, bạn cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc được củng cố sẽ giúp cho bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh dạn, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu hạng mục mới toanh, bạn vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán, đừng đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện giấc mơ của mình rồi đấy, đừng bỏ dở giấc mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tay. Vận quý nhân trong tháng vượng, nhân đà này bạn có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp, thúc đẩy công việc thuận lợi. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý tháng này, nguyệt lệnh lâm suy ở Dậu, báo hiệu vận trình vẫn còn bất ổn, thậm chí có chủ hướng giảm dần, quá trình tiến hành công việc có thể vẫn gặp trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận. Làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc cơ hội gặt hái thành quả vẫn tốt nhiều, bạn không cần phải quá lo lắng hay bi quan. Tài lộc của Tân Dậu trong tháng được đánh giá là khá hanh thông, sự xuất hiện của chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tháng này dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, nguồn thu tăng lên đều đều. Tuy nhiên có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương, công việc tiến triển rất tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tháng dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội được tăng lương, bản mệnh có thể chủ động đề xuất, hoặc may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ ngày tay trái, nhưng lưu ý cần cân nhắc điều gì quan trọng hơn, đừng mải mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kèo khó có thể chu toàn cả hai bên. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tất bật, nhưng lợi nhuận thu về xứng đáng, lục hợp quý nhân sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác làm ăn lớn. Nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng, bạn sẽ phải tốn không ít công sức, hãy kiên trì đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Nên nhớ tháng này có nguyệt lệnh lâm tử ở Dậu, báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn có phần bất ổn, có thể xảy ra biến động lớn, trong đầu tư kinh doanh phải hết sức thận trọng, kẻo tổn hao số tiền lớn. Phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng này, nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn, té ngã.
đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 như sau. Tử vi tuổi Tân Dậu năm 2024 thuận lợi hanh thông gấp nhiều lần so với năm 2023, dù tình hình kinh tế thời cuộc khó khăn chung, nhưng đương số vẫn nắm bắt được nhiều cơ hội làm ăn lớn, làm giàu chính đáng, hứa hẹn một năm bội thu ở nhiều phương diện cùng lúc, thoát khỏi màn mây mờ che phủ trong năm cũ. Dấu hiệu tăng trưởng trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của Tân Dậu khá rõ rệt. Thời của đương số đã đến, chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ làm việc, nỗ lực áp sát mục tiêu tới cùng, thì Tân Dậu sẽ thu về thành quả rực rỡ trong năm. Dưới đây là cách phòng tránh và hóa giải xui xẻo có thể gặp phải trong năm 2024 cho tuổi Tân Dậu. Dù 2024 được đánh giá là năm khá cát lành đối với người tuổi Tân Dậu, nhưng không vì thế mà chủ quan khinh suất. Vẫn còn một vài nốt trầm khi hung tinh tác động, để hạn chế nó, hãy áp dụng những điều sau, tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm. 1. Sống khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn thì người Tân Dậu lại càng cần đề cao tính này. Tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn hoặc coi khinh người khác, kèo vững họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng, chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành. Xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi ta đã có thiên thời, địa lợi rồi, thì cần tránh tuyệt đối tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm vào đó. Trái lại nên tập trung nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy, có như thế thì cát khí mới được nhân lên, hung khí chiết giảm. Tuổi Tân Sậu mới chủ động làm chủ, cũng như thay đổi số mệnh của chính mình, hướng tới năm 2024, thành công rực rỡ, sở cầu như nguyện ở nhiều phương diện. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc, làm ăn kinh doanh cũng như thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, anh chị nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông, thuận lợi? Tuổi Dậu và tuổi Tý. Niềm tin chính là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Dậu và người tuổi Tý. Họ hỗ trợ bổ sung và cùng nhau phát triển sự nghiệp, Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính đến cho tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Sửu. Hai tuổi này, họ không hẳn có nhiều điểm chung, mà quan trọng tuổi Dậu và tuổi Sửu đều biết lắng nghe, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, dù có xảy ra mâu thuẫn. Hai tuổi này cũng có thể nhanh chóng giải quyết trong hòa bình, nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Dậu và Sửu sẽ dễ dàng trở nên hòa hợp. Ăn ý, tuổi Dậu sáng tạo với những kế hoạch, dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực, giúp cho Tân Dậu thành công trong sự nghiệp. Tuổi Dậu và tuổi Dần. Sẽ tốt hơn nếu như Dậu và Dần hợp tác làm ăn kinh doanh. Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó khiến cho Dậu hài lòng vô cùng. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Dậu và tuổi Mão. Trong công việc, Dậu là người đứng đầu tổ chức, lãnh đạo quản lý mọi việc. Mão sẽ không mấy hài lòng với những việc đó, nhưng họ cũng không thể nào làm cho Dậu đổi ý. Bởi vậy, Mèo sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Tuổi Dậu và tuổi Thìn. Thìn năng động,
sôi nổi và mạnh mẽ, con Dậu lại khá nhiều nguyên tắc, luật lệ, những thay đổi phá cách của rồng sẽ khiến cho gà không vừa mắt, mâu thuẫn xảy ra đa phần bắt đầu từ sự khó tính, cố chấp của người tuổi Dậu. Thế nhưng hai tuổi này đều có chung một quan điểm, đó là căn nhà của họ phải thật sạch sẽ, gọn gàng, nếu hợp tác làm ăn. Tuổi Dậu và Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, họ đều là những người có óc sáng tạo phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Dậu và Tỵ sớm cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn với nhau từ những lần gặp đầu tiên, mối quan hệ của họ sẽ nhanh chóng phát triển và ngày càng gắn bó. Dậu là người có nhiều ước mơ, hoài bão và Tỵ sẽ là nguồn động lực, may mắn, giúp cho Dậu đạt được thành công, công việc của Tỵ sẽ phát triển hơn. Nếu hợp tác làm ăn với tuổi Dậu, bởi những người tuổi Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo, mới lạ. Tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Dậu và Ngọ có nhiều điểm khác biệt trong sở thích, tính cách và quan niệm sống, bởi vậy trên phương diện tình yêu, mối quan hệ này khó có thể tìm thấy tiếng nói chung. Dậu là những người sống nghiêm khắc với những nguyên tắc, luật lệ của mình, ngược lại Ngọ thì phóng khoáng và tự do. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Dậu thường bảo thủ và luôn muốn người khác nghe theo những ý kiến, kế hoạch của mình. Ngọ thì lại là những người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. Tuổi Dậu và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn, Mùi và Dậu sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Thân. Dậu và Thân cần phải có thời gian tìm hiểu gắn bó nhau trước khi quyết định bắt đầu một tình yêu. Hai tuổi này có tính cách khác biệt nhau, bởi vậy những mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dậu nghiêm khắc, có nhiều luật lệ, yêu cầu tuổi Thân phải chấp hành theo. Nếu trở thành đối tác làm ăn, Thân và Dậu sẽ có nhiều dấu ấn. Thành công trong các lĩnh vực xã hội, hai tuổi này hợp tác khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo, thì Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. Tuổi Dậu và tuổi Dậu. Có nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích sẽ giúp cho hai người thấu hiểu, hòa hợp với nhau hơn. Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Và sự kết hợp của hai tuổi Dậu sẽ là một minh chứng cho điều đó. Họ luôn yêu cầu đối phương phải tuân thủ theo những luật lệ nghiêm khắc của mình. Dậu sẽ là những người thông minh, thực tế và có nhiều khả năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo và ăn ý. Hơn ai hết, họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. Tuổi Dậu và tuổi Tuất. Niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau chính là yếu tố để Dậu và Tuất trở thành đối tác làm ăn. Tuổi Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích. Còn Tuất thì sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước tiến phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Tuổi Dậu và tuổi Hợi. Ngay từ những phút giây đầu tiên, Dậu và Hợi đã cảm nhận được sự đồng cảm, hòa hợp với nhau. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Bởi Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức, lập kế hoạch, còn Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa Hợi và Dậu đều khéo léo trong giao tiếp. Điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn, cả trong nước, lẫn quốc tế. Hy vọng quý vị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn nhất để kết hợp làm ăn kinh doanh, được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Quý vị thân mến, khi một người mắc vài lỗi lầm, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười hay một cử chỉ của bạn, dù rất nhỏ thôi, cũng sẽ khiến họ nguyện ý thay đổi và cảm kích suốt cuộc đời. Nếu trong lòng luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác, thì bạn mới có thể làm được điều ấy một cách thật lòng. Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng mắc phải cùng một tật xấu. Đó là người khác đối với chúng ta có 10 điểm tốt và một điểm không tốt, thì 10 điểm tốt kia đều sẽ bị chúng ta gạt bỏ toàn bộ, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chúng ta thường có xu hướng nhớ kỹ khuyết điểm và sai lầm của người khác, dù chúng rất nhỏ bé, nhớ kỹ những lúc người khác ngạo mạn, xem thường chúng ta. Sự ấm ức, vì thế chúng ta sẽ càng nhìn thấy họ ẩn chứa đầy sự xấu xa, càng nhìn lại càng thấy người này đã không chấp nhận nổi, không thể nói lý được nữa rồi. Nhưng chúng ta lại thường quên mất rằng, người khác chính là chiếc gương của mình, nhìn vào chiếc gương với nét mặt như thế nào từ trong gương, sẽ phản xạ lại hình ảnh như thế ấy. Một khi bạn nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vào chiếc gương ấy, thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Còn khi dùng nét mặt giận dữ, cau mày, trừng mắt nhìn vào chiếc gương, thì hình ảnh mà bạn nhận lại, sao có thể không phải là gương mặt không vừa ý ấy được. Khuyết điểm của người khác vốn chỉ là rất nhỏ,
Nhưng khi lọt vào mắt của chúng ta thì nó lại được giống như cái gai trong mắt mình, cái rằm trong xương, nhất định phải rút ra trước thì mới có thể vui được. Kỳ thực suy cho cùng, nhớ những sai lầm của người khác không chỉ khiến cho khoảng cách giữa bạn và người ấy xa hơn mà còn tự làm hại cho bản thân mình. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung với khuyết điểm của nhau thì sau một thời gian trong con mắt chúng ta sẽ đầy ắp những điểm tốt của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn sẽ càng có thêm được những người bạn trong cuộc đời. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, phóng đại điểm tốt của họ, thì quan hệ giữa con người với con người sẽ càng trở nên hòa thuận, ấm áp. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, gia đình bạn nhất định sẽ vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc hơn nhiều lần. Sẽ càng có nhiều tiếng hoan hô với những nụ cười rạng rỡ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, có được một tấm lòng biết ơn mọi người, sẽ có kết quả khác xa so với việc luôn luôn nhớ đến khuyết điểm của họ. Nhớ kỹ bạn là người có trái tim khoan dung, độ lượng, còn nếu trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, thì chính bạn đang nuôi dưỡng một tâm oán hận, sống sẽ thống khổ vạn lần. Trong cuộc đời này, mỗi người đến bên bạn đều có nguyên do, ai cũng đều không ngẫu nhiên mà xuất hiện, vậy thì sao còn không nhớ kỹ những điểm tốt của họ, biết ơn họ đây, nếu như trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm của người khác, thì chính là bạn đang lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Từ đó mà làm cho cuộc sống của mình không vui vẻ, tâm ghen ghét, oán giận nổi lên, khiến bạn trở thành một người ích kỷ, luôn nhớ kỹ ưu điểm, điểm tốt của người thân, bạn bè, người vô tình qua đường mỉm cười với bạn, trong lòng luôn thầm biết ơn, thì bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung tha thứ lỗi lầm của người khác, ấy cũng chính là người có phúc khí, sẽ được phúc báo trong cuộc đời này. Chương trình đến đây là hết. Cuối cùng Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.